Ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Nintendo Gamer anh em nhé. Hôm nay có một tựa game rất là hay, mình đã review thời gian trước và nó có bản chính thức rồi. Thì anh em có thể mua trên Steam hoặc là lên web tải anh em nhé. Một số web có link, thì web mình cũng có, anh em thích thì lên. Rồi, thì con game này là game có tên là Miniland Adventure. Thì nó là một game phong cách là giữa Stardew Valley và cái Forager một chút. Và nó sinh tồn một chút và nó có những cái điểm sáng tạo rất là đặc biệt của từ game. Mình đã trải nghiệm một chút rồi, mình sẽ hướng dẫn em những cách chơi cơ bản cũng như là mình sẽ chơi một đoạn cho anh em xem nhé. Game là rất là phê anh em nhé. Ở đây thì hiện tại có hai chế độ, trước mắt đó là Survival và Rift trong chế độ sáng tạo này, chỉ chơi sáng tạo chế tạo cái đó là thiết kế thôi. Còn đây là độ khó của game thì rất là nhiều, gồm có No Monster Easy, No Hard. Thì mình sẽ chọn chế độ Normal anh em nhé. Không có Monster thì nó sẽ không có tự ra một từ game sinh tồn, nên là tốt nhất mình sẽ để một chút Monster. Ok, vào game thôi. Một game pixel rất là đẹp, giá cả cũng ok. Thì đại loại con game này như thế này. Mới vô anh em sẽ được một cái miếng đất rất là nhỏ. Và mỗi buổi sáng á thì anh em sẽ được cái biome mới và nó sẽ nằm ở trong cái space này nè. Đó, chúng ta sẽ có những cái biome, nó gồm 6 cái biome, nó là biome bình thường, cây trồng và biome kế tiếp là biome đá. Cái này là nó cho anh em tài nguyên đá và anh em thì mở cái map rộng ra. Thì cái phong cách mở map này thì nó rất giống với Forager ha. Còn lối chơi ấy thì nó lại là sinh tồn và nó có trồng trọt chăn nuôi và nuôi những con thú giống như Stardew Valley vậy đó. Và anh em để ý trên đây nó có một cái góc bên trái này, nó có một cái thời gian nè, đêm và ngày nè đó. Thì trước mắt thì mình sẽ chơi đoạn này luôn cho anh em xem. Ok. Còn trường hợp mà anh em không biết thì anh em bấm vào đây, bấm EC này, đây nó có một cái tutorial book. Thì ở đây họ sẽ hướng dẫn những cái cơ bản. Ở đây thì mình sẽ có một NPC là một cái con goblin, thì mình có thể trao đổi những tài nguyên cho nó. Ok. Cây trồng, farming, những thứ mà mình có thể nuôi, những thứ mình có thể crafting, những công cụ của mình. Thời gian ban đêm thì nó sẽ có quái vật. Đó, ban đêm nó sẽ có quái vật, anh em phải chế kiếm để bảo vệ bản thân nha. Ăn uống đói, mình có thể uống nước nước biển, nhưng mà uống nước biển thì mình sẽ hao đồ ăn hoặc là chúng ta phải nấu lên. Ok. Mình sẽ dùng cái này nấu nước biển lên và trở thành một cái nước uống đó. Ok, thì đây là những cái biome. Đây cũng yếu là cái biome là cái này. Thì nó có rất là nhiều loại biome. Hiện tại trên đây thì có 13 nhé, trên tấm hình này thì có 13 biome. Thì mỗi ngày vào buổi sáng thì nó sẽ cho anh em sẽ lựa chọn nó và bấm phím space. Ok, bây giờ mình sẽ thử space luôn và mình sẽ xây cái này và một cái đá. À, và có một cái lời khuyên cho anh em á, là anh em sẽ rất là nguy hiểm khi mà anh em có một cái biome rộng ngay từ đầu, nên là anh em sẽ nên quản lý được bao nhiêu chơi bấy nhiêu thôi. Bây giờ mình sẽ chơi một đoạn nhé. Mình sẽ xây ba cái thôi, biome thôi. À, có một cái biome nó cũng giống như cái dạng này nhưng mà mình sẽ không trồng trọt được anh em, nó có một cái màu xanh đậm hơn. Bây giờ mình sẽ trồng dọn dọn dẹp một tí nhé, dọn dẹp tí đó, dọn dẹp. Đây là cái công cụ đầu tiên, anh em có thể chỉnh chế độ qua phím và các kiểu để di chuyển các kiểu. Còn không thì đây mình chế độ auto á, nên là mình có thể lắc chuột qua này hoặc lắc chuột qua lại để chọn những công cụ này. Đây mình sẽ thể chặt cái cây này. Ok. Dọn dẹp, dọn dẹp, dọn dẹp. Nhạc cũng khá là chill nè, chơi phong cách Forager vậy. Mình sẽ được Acorn và cái lóc gỗ. Còn cái việc mà anh em muốn xây cái biome như thế nào là việc của anh em nhé. Bây giờ trước mắt thì mình sẽ xem là mình có thể trồng được những cái cây này không. Bây giờ mình sẽ trồng được không là mình sẽ biết liền. Ở đây mình sẽ trồng nè. Trồng được nha anh em, cây này mình trồng được nha, đất này trồng được nha. Có một số cái đất nó màu nó sẽ nhạt hơn thì nó sẽ không trồng được. Rồi, ok, sau khi chúng ta trồng thì nó sẽ như thế này. Mình sẽ trồng hết, mình sẽ chừa lại khoảng hai cái thôi để mình ăn. Rồi, sau tiếp theo thì anh em có thể dùng cái bình tưới này. Mình sẽ tưới. Thì tại vì nước ở đây nó có giới hạn anh em, nên anh em tưới vừa đủ thôi. Anh em không thể lấy nước 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 biển để anh em tưới đâu, nên anh em phải cẩn thận nhé. Như anh em thấy thì mình hết nước rồi. Để mình có thể lấy nước ngoài này không? Nếu mà lấy nước ở ngoài này được thì nó hơi hơi hư cấu anh em nhé. Tưới được, tưới được, tưới được nè, tưới được, nó hồi anh em ạ. Cái này nó là dạng như nó hồi được anh em ạ. Cái bình tưới này nó hồi nước hay sao nè. Thôi đợi tí đi nhé, đợi tí nhé. Bây giờ mình có thể mở biome mới nếu mình muốn. Mình có thể mở. À, anh em để an toàn thì anh em có thể mở như thế này nè. Mình có thể mở như thế này nè, mở dài 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 ra để cho lỡ mà nó có quái vật á thì mình cũng thể dễ chơi hơn chút. Với lại anh em cũng có thể xây theo ý anh em. Đúng không? Mình xây như thế này thì tố quái vật nó sẽ di chuyển qua đây, nó sẽ không đánh anh em. Ok. Ý tưởng của mình là như vậy. Thế thì mình có thể xây một cái mỏ đá ở xa. Đó. Ôi da, vậy là vấn đề nước ở đâu đây? À, hình như là nếu mình lại đây thì nó sẽ được hồi nước không?
Nãy mình nhớ, à đây đây đây, à mình bấm nhầm anh em ạ. Cái chỗ dưới này nè, cái này là nó là góc dưới chứ không phải là đây. Ví dụ như cái này là cái cây ở dưới nhá, mình nhìn nhầm anh em nhá, rất là xin lỗi anh em. À, để chế tạo đồ thì anh em bấm tab nè, bấm tab nè, tab nó có chỗ chỗ chế tạo đồ này. À, ở đây là một cái workbench thì chúng ta cần phải có cái ba cái miếng gỗ, một hai, sau đó anh em chế một cái workbench. À, chúng ta cần phải có những que gỗ nữa, sau đó thì chúng ta mới chế được một cái workbench. Sau đó thì một cái workbench này chúng ta có thể mình có thể để xuống đây không nhỉ? Mình sẽ để lên đây, ok. Sau đó thì mình lăn chuột ra và cài đặt nó. Ồ, mình không thể để nó trên vị trí này cho nó gọn à. Đây, chúng ta đã có một cái workbench rồi. Hơ hơ. Gì. Rồi bây giờ làm sao chế tạo với nó? À, chuột phải vào luôn anh em nha. Chuột phải vào nha. Chuột phải vào này, chuột phải vào này. Đó, lên chắc cái crafting. Ồ, mình có cái full này này. Phun này này mọi người, phun này này mình có thể nung nước 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 muối trở thành nước uống các em. Ok chưa? Phê vậy. À, mà để có phun này thì chúng ta cần phải có đá. Anh em sẽ lấy cái công cụ đá này, anh em đập đập vào cái cục này ra đá này, hoặc là cái cục nhỏ trên đây nè, cục nhỏ nhỏ nè. Đó, mình có thể đánh cục này nhá. Hơi lâu chút tại công cụ mình phèn quá. Anh em cứ chơi tà tà thôi, còn cái ngày hôm sau thì anh em sẽ kiểu mình chờ nè, khi nào nó hồi cái này bắp bay mà nó có hai cái Biomi mới thì anh em có thể bỏ vô ha. Bây giờ trước mắt mình chỉ có Biomi đá và cũng như là đất nông trại thôi. Nhưng mà mình rất là sợ quái vật, không biết quái vật đến thì mình chưa có vũ khí. Lại tí mình sẽ chặt cây và chế một cái kiếm nhỉ, để mình xem mình có thể chế được cái gì nữa không. Toàn là cây que thôi, không có cái đồ gì. Chết này, chết là cái gì? Ladder. À, cái ladder là một cái đồ anh em leo xuống hang anh em nhé. Có cái lối sống xuống dưới hang nữa. Vòi tưới này. Bom gì đây? Zo lantern, đèn ban đêm, đèn bí ngô. Một cái carpenter table. Một cái đồ chế gỗ à. Mình phải chế cái này ngay thôi. Hehe. Furniture, cái này là đồ nội thất. À, bây giờ mình có thể chế được một cái lò nung, hoặc là mình có thể chế một cái nữa. Carpenter thì mình sẽ cần 4 miếng gỗ. Ok. Vẫn còn thiếu ha. Ủa mình thiếu cái gì ta? Đá à, mình thiếu đá rồi anh em ơi, thiếu đá rồi. Mình là tiếp tục đập đá thôi. Ý gì không? Còn cái full này thì mình như sau, mình sẽ đặt đây. Sau đó thì mình sẽ múc nước nhé. Mình sẽ múc nước biển. Mình thấy công thức của họ là lấy nước này nước biển, sau đó thì mình có thể chuột phải vào, sau đó thì mình có thể kéo kéo cái này vào không? À, mình có thể kéo vào đây. Được không ta? Không có nguyên liệu à? À không không, mình có thể ráp trực tiếp luôn anh em ơi. Mình ráp trực tiếp vào đây nhé, sau đó anh em sẽ bỏ nguyên liệu vào, có lẽ là mình sẽ bỏ cái block vào đây. Bỏ cái lock vào đây. À nó không tính anh em, nó phải hiểu là nó là cái mảnh gỗ này thì nó mới ok. Ok, mình sẽ bỏ cái này vào đây. Mình sẽ nạp vào đây. À, và chúng ta sẽ có một cốc nước uống. Wow. Thật là tuyệt vời. Ok anh em, game phê vậy. Đơn giản nhưng mà hay đúng không anh em? Đơn giản mà hay đúng không? Ok, mình tiếp tục thôi. Mình tiếp tục trở lại với công cuộc đập đá của mình thôi. Ok anh em, game chill không? Ok. Đấy, có lẽ là con game này mình sẽ livestream chơi anh em. Phê vậy. Đây đập đá sau đó thì mình chế cái đồ carpenter thì chắc có lẽ là mình sẽ tắt video ở đây ha. Không, chưa chưa chưa. Mình sẽ thử vào ban đêm ha. Anh em có thể thấy ở đây là sắp tới ban đêm rồi này. Mình sẽ xem đến cái đoạn ban đêm thôi nó có quái vật không đúng không? Ok chưa? Ok. Đây mình có thể chế cái carpenter chưa? Ủa, nó đủ rồi mà. Không đủ material. 6 cục đá, hai cái que à, hai cái que. Rồi ok. Rồi ok, mình đã kế được cái máy xẻ gỗ rồi anh em, máy cưa. Ok, thì mình bấm ở đây thì mình sẽ xem. Ở đây thì họ làm được cái hàng rào này. Cửa hàng rào này. Bức tường bằng gỗ này. Wow, ok quá. Bamboo này, có gỗ tre, cái tre. Cái tre. Ok. Chiêu ta. Ok. Rồi ban đêm rồi, liệu có quái vật tới không? Thì mình chưa có vũ khí nên là mình cũng không biết làm sao nữa. Mình liệu có cái gì đó làm cho mình làm vũ khí không ta? Không có vũ khí anh em ạ. Mình không có vũ khí, chắc là mình phải sử dụng luôn cái cục đá này đánh quái vật. Đâu rồi, quái vật đâu? Tới đây nè. Thì tài nguyên hiện tại chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi nhé. Ví dụ như anh em muốn khát nước thì anh em có thể uống nước. Ok. Rồi anh em múc nước, sau đó thì anh em lại vào trong cái này. Anh em ráp một cục nước, bỏ một cái cục đá, bỏ một cục gỗ vào.
Sau đó thì nó sẽ nung, đủ năng lượng thì nó sẽ nung và chúng ta sẽ được một ly nước. Ok. Ở đây chúng ta vẫn có thể làm bucket water, prawn, cúc nè. Có một miếng thịt mình nướng lên nó sẽ thành thịt để ăn ha. Ghê 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 ghê. Cái này thì mình cần phải có một cái xô nước hả? Ok, quái vật tới chưa nào? Tao sẽ lấy một can nước và tao đánh mày. Ô đi cụ te vậy đấy. Đây anh em có thể dùng Stab 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 cho nó dễ di chuyển nha anh em. 1, 4, 5, 6 thôi. 1, 1, số 1. Đâu mình nhìn quái vật cái là mình tắt video cho anh em. Nói chung là game này chơi chill. Và anh em cũng thấy là rất là đơn giản ha. Để mà cũng bỏ thời gian tí xíu mình nghiên cứu cho anh em. Đâu rồi, monster đâu rồi? Không thấy con monster nào nhỉ? Chắc là mấy ngày đầu á. Chắc là mấy ngày đầu nó kiểu như là muốn mình thư thái nên chắc là chưa hiện monster. Hơi buồn nha. Hoặc cũng có thể là đến cái đoạn mà cái mặt trăng này nó mới xuất hiện monster. Hoặc là thời gian đầu nó xuất hiện ít, hoặc là không xuất hiện. Ok. Hoặc anh em có thể trải nghiệm chế độ khó để biết thêm chi tiết. Ok. Trước mắt thì mình đã hướng dẫn anh em chế tạo ba cái máy cơ bản rồi đúng không? Ba cái máy cơ bản này mình xem về sau mình có thể nâng cấp thêm những cái máy gì nữa không. Cái gì mà monster chỉ xuất hiện vào ngày thứ tư gì đó, nó mới thông báo đó. Hình như nó mới thông báo anh em, chỉ xuất hiện vào ngày thứ tư thôi hay sao á, ngày thứ nhất không có. Nhanh quá, không đó nhanh quá. Đây thì bom các kiểu các thứ này. Theo mình thì nó cũng ít thứ. Water. Bây giờ mình chỉ cần kiếm một cái biome nào đó mà cộng mỏ khoáng sản nữa thôi là mình có thể tiếp tục chơi được. Nói chung game khá chill nhẹ nhàng. Rất hợp với những anh em nào thích thể loại game pixel và chỉ nhẹ nhàng như vậy. Ok chưa? Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Game này thì anh em tải trên Steam hoặc là trên web mình nhé. Bye anh em.